con học ra sư sáng sanh à, đình na đại nam về là mà đi sẽ không xong mà giả mi còn bây giờ ta sư tròn cốc ập ma cha bị giam về kho đang xong mà giả mi còn xin văn giờ điều học là quỷ tránh xa sự thông dâm mu sa wa da về là mà đi sẽ kho bất năng samadhi giả mi còn xin văn giờ điều học là quỷ tránh xa sự nói dối sura me rayama chapama dathana về là mà đi sẽ kho bất năng samadhi giả mi còn xin văn giờ điều học là quỷ tránh xa si dễ vuông rượu và các chất sai quỷ ca là phô chạc nam quỷ là mà đi sẽ khó với năng xâm ma đi dạ mi còn xin văn giờ điều học là quỷ tránh xa si ăn sái giờ nên chạy ta qua đi ta quy su cà đa sa na ma la gan quy lê ba na tha ra na man đa na vi phu sa na tha na quê ra ma đi sẽ khao bất năng sa ma đi dạ mi còn xin bao nhiêu điều học là quỷ tránh xa sẽ múa hát thôi càng đợn sẽ múa hát nghe đừng càng trang điểm thoa vật thơm dược phận và đeo tràng hoa Ôn cha sa ya nam ha sa ya nam về là mà đi sẽ khó với năng sa ma đi dạ mi còn xin bao nhiêu điều học là quỷ tránh xa chỗ nằm ngồi nó quá cao và xinh đẹp Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự sát sanh. Adinna dana ve ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Abramchamariya ve ramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự thông dâm. Musawada veramani sikha padang samadhiyami. Còn xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Surame rayama chapama dathana veramani sikha padang samadhiyami. Còn xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Vikalapochana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự ăn sái giờ. Nachagi Tawa Ditawisu Kadasana Mala Gantawile Panatharanaman Danawifu Sanathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự múa hát thổi đờn kèn, xem múa hát nghe đờn kèn, trang điểm thoa vật thơm dồi phấn và đeo tràng hoa. Ucha sayana maha sayana veramani sikha padang samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chùm ngồi nơi quá cao và xinh đẹp. Iman athang gassamana gatang buddhapannatang uposathang iman charating iman jadivasang samadeva apvirakhitum samadhiyami. Con xin thọ trì bác quan trai giới trọn đủ 8 điều của Đức Phật đã giáo truyền. Hầu để vâng giữ hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay. Mong cầu gieo được giống lành để thấy rõ niết bàn trong ngày vị lai. Ít
Sasakabadane upo satasi lavase na imancharatin imanchari vasang sathukang chattuang appamadena sammarat kitabang Kiều tử sau khi thọ trì tam quy và bậc con trai giới nơi tam bảo rồi, phải ráng nguyên dự hành theo cho được trong sạch trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dễ vui. A ma phàn tê, dạ xin vâng. Sì lê na su ca tinh yon ti sì lê na phô ca sâm bát đàn sì lê na ni pu tinh yon ti ta smai sì lăng vụt số thác dê các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ dị giới được giàu sang, cũng nhờ dị giới được giải thoát nhập niết bàn, cũng nhờ dị giới. Bởi các đây cho nên chư Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lầm nhân. Sa thú lành thay, dạ con xin sám hối chư Tam Bảo. Uttamang ghe na wan de hang pa ta pang sung varu tamang Bhutte yo khalito do so Bhutto khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là Đấng Chí Tôn Chí Thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật Bảo, cúi xin Phật Bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang tham man cha du vi thang varang tham me yo khalito do so tham mo khamatu tang mamang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hàng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na wan de hang sang khang cha du vi tho tam mang sang khe yo khalito do so sang kho khamatu tam ma mang. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Nhà chúng con kính cung thỉnh sư chúc phúc đến đầu tràng. Sĩ thi gia chả năng gia tha sĩ tham mạnh tu sĩ tham mạnh tu sĩ tham mạnh tu y năng phá lăng e ta smin ratanat ta yasmin sambasai danache. Tạ số cầu xin cho quả của tâm tín thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nhà con xin hồi hướng. Yang kin chikusala kam mang katap bang kiri yang mamaka ye nawa. Vaca manasa tidase sugatang katang ye sata sanino ati ye jasata asanino katang punya palang mai hang sabbe fagi fawan tute ye tang katang suwiditang dinang punya palang maya ye tatana janan tidewa gantwa niwe da yung sa be lo kam ye sata chi wan ta ha ra he tu kam nu nyang pho cha nan sa be la phan tu ma ma che ta sa ti. Idang no na tinang ho tu sukhita hon tu nyata yo idang watame punyang asawaka yo wahang ho tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc còn hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điểm ngủ ngầm nơi tâm. Nhà Nam Mô Bụt Thầy á, bây giờ là 4:31 sáng giờ Việt Nam. Đã
đến giờ sinh hoạt của đạo tràng, con kính nhường mic lại cho sư. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mày, Nam mô Sơn Thầy. Chư tiền kính lễ chư tôn trường đức tăng, trong những nick name mà chúng tôi không được rõ, xin chào quý ni sư, quý cô tu nữ, xin chào chị thiện nam tín nữ. Trước khi bước vào buổi sinh hoạt của đạo tràng, xin phép được tán dương ân đức tam bảo. Bụt Thù Mahesi Arahang Tathā Gato Lo Kotamo Sapakaru Hichet Thakko Lo Kassasathai Chanadam Mako Quy Đồ Hoành Đà Mahanh Tăng Narapu. Chân này giác cần Như Lai giác ngộ pháp màu, Ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói căng, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng. Tử tế Ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dân lương phát trần. Con xin lễ Phật ân đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bất đi bồ gia ta sa sa thu nô lô ca nó mạnh thá sa quý nà khá rô cô sắp bành nhu bút thóc bất đi phù thí sinh nhá tô hoành đà mất hành tầng nó ra phù. Trái này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, Như Lai soi sáng vẹt màng vô minh, pha tan lầm lạc dưỡng sinh, đầy dẫn Phật tổ quân minh rõ ràng. Con xin là lễ pháp quan đáng cho công chúng nhân gian cúng dường. Sân khô quý số thô số các tá sát xa quốc cô sách khà số ca mô quốc các thông sách khá cô niên đà bất sân xa đi á nà đá rô quá rô hoành đà mất hành tầng nó ra phù. Cha này giác cần tăng bảo thanh văn Phật đà tâm học môn rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly cần xa lìa thế pháp phàm nhân ai bì. Con xin đảnh lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tà nát tế giá tê chê nát sách khà mê ê tú quá thá năng tá xà vi à nú phà quê nát sá há xà dê nát sách chạch tú. Cầu xin tâm bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thà Dạ. Phần tăng dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta đi vào bài học ngày hôm nay. Câu Phật ngôn 38. Anavatthitacittassa. 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 Câu số 2. Sat thầm mừng á quý cha na tô sát thầm mừng á quý cha na tô sát thầm mừng á quý cha na tô anavatthitacitta sa sát thầm mừng á quý cha na tô anavatthitacitta sa sát thầm mừng á quý cha na tô Anavatthitacittassa-sat-thammang-avicca-na-to. Rồi, bây giờ câu 3, câu 4. Pareplavapassa-dassa. 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 À, câu cuối cùng. Panyana paripurati. Panyana paripurati. Panyana paripurati. Ôn lại câu 3, câu 4. Pareplavapassadassa panyana paripurati. Pareplavapassadassa sapanyana paripurati. Pareplavapassa dasapanyana paripurati. Bây giờ chúng ta ôn lại. Anavatthitacittassa
Sammang avicca na to pare lava passa dasa panya na pare purati anavatita citta sasa sammang avicca na to pare lava passa dasa panya na pare purati anavatita citta sasathammang avicchanato pariplavapasadasapanyana paripurati. Còn một cách đọc nữa, không quên đọc một hơi như vậy, mà vị nào hơi ngắn thì chia ra làm hai ha. Anavatthitacittasasathammang avicchanato pariplava baksa dasa panyana paripurati anavatthita citta sasathammang avicchanato pariplava baksa dasa panyana paripurati. Thêm lần nữa ha. Anavatthita citta sasathammang avicchanato pariplavapasadasapanyana paripurati. Như vậy giọng kinh thì chúng ta có hai cách đọc ha. Rồi bây giờ qua giọng tệ, một câu tám từ chúng ta chia làm hai, và quý vị cố gắng đọc một lần hai câu ha, để nó nương nhau. Anavatthitacittasasathammangavicchanato pariplavapasadasapanyanapariphurati anavatthitacittasasathammangavicchanato pariplavapasadasapanyanapariphurati anavatthitacittasasathammangavicchanato pariplavapasadasapanyanapariphurati. Ai tâm không an trụ, không biết dân diệu pháp, tính tính bị rung động, trí tuệ không viên thành. Rồi mời chú mấy ta, chiếc kim nhung. Nam mô Bụt Tha Ya, Nam mô Tháp Ma Ya, Nam mô Sang Kha Ya. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú 38 ạ. Anavatthita cittasasathammang avicchanato pariplavapasadasapanyanapariphurati anavatthita cittasasathammang avicchanato lava basa dasa banya na baribu rati. Con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á na là hai đoạn âm, quát trường âm nhấn, thí tá hai đoạn âm, chích tắc là hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, sát thâm hai trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á quý hai đoạn âm,
cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tô trường âm thông thường, anavatthita citta sa sat thammang avijjanato. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Bá đoạn âm, rip trường âm nhấn, lá quá bá ba đoạn âm, sa trường âm thông thường, đát trường âm nhấn, xá đoạn âm, banh trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, ná bá rí là ba đoạn âm, bu trường âm thông thường, rá tí là hai đoạn âm. Ba rip la wa ba sa đát sa banh nha na ba ri bu ra tí. Con xin đọc lại hết bài. Anavatthita citta sa sat thammang avijja na barip lava basa dasa banya na bari burati anavatthita citta sa sat thammang avijja na to barip lava basa dasa banya na bari burati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tín, bị rung động, trí tuệ không viên thành. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anavatthita citta sa sattamman a vijjanato barip lava basadat sa banyana ba riburati. Dạ, con đã đọc xong và kể xong. Có chỗ nào sai sót thì xin Ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho, và con nhường mic cho cô Kim. Con xin kính chào Sư Trí Đức, Sư Pháp Giang, các sư và các cô tu nữ cùng quý vị trong đạo tràng. Trời ơi, nhảy vô con bực muốn chết luôn vậy. Con phải đi ra đi ra rồi nhảy vô đi ra đi ra. Nó không có mua gì hết trơn mà quảng cáo không chi cho mỗi tay mỗi chân vẫn biết. Chị đã cho tín hiệu 1, 2, 3, 4, 5 năm người cho tín hiệu nghe rõ, vậy là tốt rồi. Bữa nay phải trả bài tốt, bài này khó đọc nha, nhiều chữ cái giặt quá nha. Con xin đọc câu và trả bài kinh Pháp Cú số 38. Anavatthita citta sa sat thammam avijja nato barip lava pasa dasa panya na paripurati. Anavatthita citta sa sat thammam avijja nato barip lava pasa dasa panya na paripu. Anavatthita citta sa sat thammam avijja nato barip lava pasa dasa panya na paripurati. Phân tích câu 1 và câu 2. Á ná hai đoạn âm, quắp trường âm nhắn, thí tá hai đoạn âm, chích tás hai trường âm nhắn, xá đoạn âm. Câu số 2, sắc thâm hai trường âm nhắn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á quý hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Anavatthita citta sa sat
thầm mặn áo chà na tổ ba rip la quá ba sa đá sa phần nhà na pa ri phù ra ti. Phân tích câu số 3, bá đoạn âm rip trường âm nhắn phở lá quá bá ba đoạn âm sa trường âm thông thường das trường âm nhắn xá đoạn âm câu cúng cùi hay câu cuối cùng mà sư Chí Đức hay nói câu cúng cùi là câu cuối cùng. Banh trường âm nhắn nhà trường âm thông thường ná bá rí ba đoạn âm pu trường âm thông thường rá tí hai đoạn âm. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. Vậy cũng dữ. Bá rip lá quá bá xà, đá xá phần nhà, ná bá rí phù rá tí. Á ná quắp tí ta chích, tá xá sắc thầm mặn, á quý chà, ná tồ. Bá rip lá quá bá xà, đá xá phá rí phù rá tí. Ana wap ti ta chit ta sa sắc thầm mặn awi cha na to ba rip la wa ba sa da sa phan nya na pa ri phu ra ti. Ana wap ti ta chit ta sa sắc thầm mặn awi cha na to ba ri la wa ba sa da sa phan nya na pa ri phu ra ti. À na wap ti ta chinh tán xa sắc thăm manh á quy cha na tô bà riệp la wa ba sa đa xa thành nhà na pa ri pu ra ti. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Thật sự mệt rồi, sư uống nước trà rồi, không cho bông qua về đâu. Ổng núp lùm, ổng gìn luôn thôi. Sư, con có sai gì không sư? Sư sửa cho con nghe sư. Bài này cũng khó đọc với sư. Quý vị ơi, tôi đọc có sai cái gì không quý vị? Quý vị cho biết nghe. Cảm ơn quý vị đã cho bông qua, vỗ tay, vỗ chân tùm lum tùm la luôn. Vui dễ sợ luôn vậy đó. Trời ơi. Ồ. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ sư Trí Đức, con kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin đọc câu kệ ngôn số 38. Anavatitachita sasat thầm mằng a quy trà na tổ pa ri la wa pa sa đa sa bành nhà na pa ri bù ra ti. Anavatita chitta sa sa thầm mằng a quy trà na tổ pa ri la wa pa sa đa sa bành nhà na pa ri bù ra ti. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đã con xin phân tích câu 1 và câu 2 ạ. Á ná là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, thí tá là hai đoạn âm, chít nhấn, tás là trường âm nhấn, xá là đoạn thăm là hai đoạn âm, măng là đọc theo giọng nguyên âm, quý là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, tô là trường. Anavatita chitta thầm mằng avicca natto. Á là đoạn âm, rip là trường âm nhấn, quá bá là ba đoạn âm, sa trường âm thông thường, das là trường âm nhấn, sa âm, banh là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, ná, bá, rí là ba đoạn âm, bu là trường âm thông thường, rá, tí là hai đoạn âm. Anavatita chitta sa sat
thầm mằng awi cha na tổ parip la wa pa sa da sa bành nhà na pari bù ra ti. Con xin kể ạ. Anavati ta chi ta sa sat tham mang a vi cha na tu ba ri pla wa ba sa da sa na pa ri pu ra ti. Anavati ta chi ta sa sat tham mang a vi cha na tu bà rịp la qua bà sa đa sa bánh nha na pa rì bù ra ti. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ thành, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc kệ và phân xong, dạ con có sai con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp. Dạ con kính tri ân sư. Dạ thân mời Thiện Vũ ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ sư Pháp Trang, con xin kính đảnh lễ quý cô tu nữ, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc cô Pháp Cú số 38. Anavatita citta sasathammang avijja nato pariplavapassa. Con xin đọc lại. Parip La wa pa sa dat sa thành nhà na pa ri pu ra ti. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Á, ná, hai đoạn âm. Quát, trường âm nhấn. Thí, tá, hai đoạn âm. Chít, tát, hai trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Sát, thăm, hai trường âm nhấn. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, quý, hai đoạn âm. Cha, trường âm thông thường. Ná, đoạn âm. Tô, trường âm thông thường. Anavatita citta sasathammang avijja nato. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Thá, đoạn âm. Rip, trường âm nhấn. Lá, quá, thá, ba đoạn âm. Sa, trường âm thông thường. Đát, trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Thanh, trường âm nhấn. Nha, trường âm thông thường. Ná, tá, rí, ba đoạn âm. Thu, trường âm thông thường. Rá, tí, hai đoạn âm. Pa rip la wa pa sa đát sa thanh nha na pa rip thu ra tí. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 38. Anavatita citta sasathammang avijja nato parip lavapassa dassa thanya naparipurati. Anavatita citta sasathammang avijja nato Parip lawa pasadasa penyana paripurati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tín bị rúng động, trí tuệ không viên thành, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con đã đọc xong, con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính chào quý chư tăng và các cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc câu pháp cú số 38. Anavatita citta sasathammang avijja nato parip lavapassa dassa paññā naparipurati.
Anavatita citta sasat thammang avijjana to Pariplavapa sadasapanya na paripurati. Dạ con xin phân tích câu 1 và câu 2. Á, ná, hai đoạn âm. Quáp, trường âm nhấn. Thí, tá, hai đoạn âm. Chít, tás, hai trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Sát, thâm, hai trường âm nhấn. Măng, trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Á, quý, hai đoạn âm. Cha, trường âm thông thường. Ná, đoạn âm. Tô, trường âm thông thường. Anavatthitacittasasatthammangavijjanato. Con xin phân tích câu 3 và câu 4. Paripla vapasadasapanyanaparivurati. Pa, đoạn âm. Rip, trường âm nhấn. La, quá, pa, ba đoạn âm. Sa, trường âm thông thường. Das, trường âm nhấn. Xá, đoạn âm. Tanh, trường âm nhấn. Nha, trường âm thông thường. Ná, tá, rí, ba đoạn âm. Pu, trường âm thông thường. Rá, tí, hai đoạn âm. Parip la wa pa sa da sa pa nha na paripu ra tí. Dạ, con xin đọc lại câu pháp cú số 38. Anavatthitacitta tassasatthammang avijjanato pariplavapasadassapanyanaparipurati anavatthitacittassasatthammang avijjanato pariplavapasadassapanyanaparipurati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tình tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con xin kệ ạ. Anavatthita cittassa sattammang avijjanato pariplavapasadassa paññānapāripurati. Anavatthitacittassa sattammang avijjanato pariplavapasadassa paññānapāripurati. Dạ con đã đọc phân tích và kể xong, có gì sai nhờ sư Trí Đức và đạo tràng chuẩn sửa giùm. Xin kính tri ân sư Trí Đức, kính cảm ơn đạo tràng đã lắng nghe. Dạ, con xin xuống mic. Xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con không biết đạo tràng có nghe được không ạ? Dạ cảm ơn đạo tràng. Dạ con thấy hình như Sitina bị rất mic rồi, cho nên con giơ tay lên bài. Dạ Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 38 ngày hôm nay ạ. Anavatthita cittassa sattammang avijja natto pariplavapassadassa sabbanya nabaribhurati. Anavatthita cittassa sattammang avijja natto pariplavapassadassa sabbanya nabaribhurati. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Á, ná là hai đoạn âm. Wat là trường âm nhấn, thí là đoạn âm, tá là đoạn âm, chít, tas là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sát, thâm là hai trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á, quý là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Anavatthita cittassa sattammang avijja natto. Dạ câu số 3 và câu số 4. Pariplavapassa dassa sabbanya nabaribhurati. Ba là đoạn âm, rip là trường âm nhấn, lá, quá, ba là ba đoạn âm, sa là trường âm thông thường, das là trường âm nhấn, sa là đoạn âm, ban là trường âm nhấn, nha là trường âm thông thường, ná, bá, rí là ba đoạn âm, bu là trường âm thông thường, rá, tí là hai đoạn âm. Parip la wa pa sa da sa ban nha na. Dạ con xin phép đọc lại ạ. Anavatthita cittassa sattammang avijja natto pariplavapassa dassa sabbanya nabaribhurati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tín bị rúng động, trí tuệ không viên thành, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Anavatthita cittassa sattammang avijja natto Bariplawa basadasa banyana bariburati. Anavatthita citasa santhamang awijanato. Bariplawa basadasa banyana bariburati. Nhà con đã đọc và phân tích xong, có sai nhờ đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ con xin mời Siddha và Sittina kế tiếp ạ. Dạ con xin cảm ơn Quang Thanh đã post bài. Dạ Nam Mô Bích Thay, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sàng Thay. Dạ con kính ảnh lãnh Trí Đức Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào các cô tu nữ và đạo tràng. Dạ con không thấy bài nên không đọc được. Bây giờ cảm ơn Quang Thanh đã post bài. Dạ con xin chào bài. Anavatthita cittassa sattammang avijja natto pariplavapassadassa sabbanyana paripurati. Anavatthita cittassa sattammang avijja natto pariplavapassadassa sabbanyana paripurati. Á, ná hai đoạn âm, quát trường âm nhấn, thí đoạn âm, thí tá hai đoạn âm, chít trường âm nhấn, chít tá hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, sát trường âm nhấn, thâm sát thâm hai trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á đoạn á quý hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tô trường âm đọc theo giọng nguyên âm. Dạ tô
trường âm đọc trường âm thông thường. Thi ta chit ta sa sa tham mang avijja na to ba ri ba đoạn âm viết trường âm nhấn lá quá ba ba đoạn âm sa trường âm thông thường das trường âm nhấn sa đoạn âm ban trường âm nhấn nha trường âm thông thường ná bá rí ba đoạn âm phu trường âm thông thường rá đoạn âm rá tí hai đoạn âm ba rít đá quá ba xà đá xa bành nhà ná ba rí phu rá tí anawat thi ta chit ta sa sát thầm mặn a quỳ trà na tô ba rít la wa ba sa da sa bành nhà na ba ri phù ra tí. Ái tâm không an trú, không biết chân diệu pháp tịch, tình tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Án dịch và Thượng Thích Minh Châu. Con xin trả bài. Dạ, con xin kể. A na wa thi ta chi ta sa sa tham mang a vi cha na to ba rít la wa ba sa da sa ban nha na ba vi phu ra ti. Dạ con đã xong, con có sai xin lỗi tràng rồi, ngài chỉnh sửa. Dạ con xin chào tạm biệt thầy chị. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ và đạo tràng. Con xin phép được đọc câu pháp cú số 38. Anawati tachitasa sattamang avijjanato pariplava pasadasa panyana paripurati. Con xin phân tích câu 1 và 2. Anawati ta chít ta sa sa tham mang áo vi cha na tu á ná hai đoạn âm quát trường âm nhấn thí tá hai đoạn âm chít thas hai trường âm nhấn xá đoạn âm sát tham hai trường âm nhấn mang trường âm đọc theo giọng nguyên âm á quý hai đoạn âm cha trường âm thông thường ná đoạn âm tu trường âm thông thường na wat thi ta chit tha sa sat tham mang avijja na tu. Câu 3 và 4. Parip la wa pa sa da sa panya na pa paripurati. Pa đoạn âm rip trường âm nhấn lá quá pa là ba đoạn âm sa trường âm thông thường das trường âm nhấn sa đoạn âm pan trường âm nhấn nha trường âm thông thường ná đoạn âm phá lý hai đoạn âm phu trường âm thông thường lá tí hai đoạn âm parip lá quá pa sa đa sa pan nhà ná pa paripurati anawati ta chitta sa satham mang avijja na tu parip lá quá phát xà đá xá bành nhà xá phá phá rí phù ra tí. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tình tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Anh đã quanh thi thành chi thác xá, sẵn thăm măng áo vì cha ná tô. Phá rím la hoa bành xá đánh xá, Panyana pari purati anawanti tanji tansa santhamang avijjanato parim lava pada pasa tansa panyana pari purati. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin nhận lý sư và đạo tràng sửa giùm cho con. Dạ con kính mời vị kế tiếp.
con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con Đức Phật, con Đức Pháp, con Đức Tăng. Và con kính đảnh lễ Ngài Chí Đức, con kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, và con kính chào con kính đảnh lễ quý Chư Tăng hiện diện trong đạo tràng. Con kính lễ quý bà cô tu nữ, con kính lễ cô tu hạnh. À, con kính chào đạo tràng, con xin đọc bài câu pháp cú 38. Anavatita cittasasa dhammang avijja nato pariplawapa sadassa paññā na pariburati. Ana phân tích câu 1 và câu 2. Anavatita cittasasa dhammang avijja nato. Ana hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, thí tá là hai đoạn âm là trường âm nhấn, chít tát là hai trường âm nhấn, xá là đoạn âm, sát là trường âm nhấn, thâm là trường âm nhấn, măng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á là đoạn âm, á quý là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường, na là đoạn, ná là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Câu 3 và câu 4. Ba-ri-la-ba-zip-la-va-ba-sa-da-sa-ba-nya-na-ba-ri-ri-bu-ra-ti. Quang Thanh bị rớt mic rồi Quang Thanh, nãy giờ đợi Quang Thanh không á. Dạ, vậy con xin đọc bài ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con thành kính đảnh lễ Sư Phụ Pháp Trang, con thành kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đạo tràng, kính lễ quý bà quý cô tu nữ, kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 38 ạ. Anavatthi-ta-chitta-sa-sa-tham-mang-avijja-nato Pariplava-va-sa-da-sa-pa-nya-na-pari-phu-pu-ra-ti. Anavatthi-ta-chitta-sa-sa-tham-mang-avijja-nato
sát thầm mặn a vi trà na tô. Á ná là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn. Thí tá là hai đoạn âm, chít là chít tát là hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, sát là trường âm nhấn. Thâm là trường âm nhấn, măng là trường âm thông thường. Á ví là hai đoạn âm, cha là trường âm thông thường. Ná đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Á ná quát thí tá chít tát xá sát thâm măng á ví cha ná tô. Câu 3 và câu 4 ạ. Barip la va pa sa da sa pan nha na barip pu ra tí. Bá là đoạn âm, viết là trường âm nhấn. Lá vá bá là ba đoạn âm. Sa là trường âm thông thường. Đát là đoạn âm. Xá là trường âm nhấn. Ban là trường âm nhấn. Nha là trường âm thông thường. Ná bá rí là ba đoạn âm. Hu là trường âm thông thường. Rá tí là hai đoạn âm. Bá ríp lá và ba sa đát sa bàn nhà na ba ri phù ra tí. Nhỏ cũng âm nhiều khó đọc. Giờ con xin đọc lại. A na vát thi ta chít ta sa sát thầm măng a vi cha na tô a vi cha na tô. Barip la va pa sa da sa pan nha na parifu ra ti. Anavati ta chit ta sa sa tham mang avicha na to. Barip la va pa sa da sa pan nha na parifu ra ti. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rung động, trí tuệ không viên thành. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ. Anavati chita sa sa thamanga vichanato bariplava basadasa banyana pariburati. Dạ con đã đọc và kể và phân tích xong, con có sai chỗ nào xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin xuống mic và xin mời vị tiếp theo ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đến lễ ba ngôi Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Dạ con thành kính đến lễ Thượng Tọa Trí Đức, Đại Đức Pháp Trang cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong đạo tràng. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, mến chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc bài kinh Pháp Cú cầu số 38 ạ. Anavatita cittassa sattammang avicca natto parip lavapassa rassa banya naparipurati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Dạ, và bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin kệ. Anavatita cittassa sattamang avicchanato pariplavapassa dasa panyana paripurati.
anavatita cittassa sattamman avicchanato pareplavabhassa dasa panyana paripurati anavatita cittassa sattamman avicchanato pareplavabhassa dasa panyana paripurati. Dạ có đọc và kể xong ạ, con xin xuống mic, xin mời người tiếp theo ạ. Dạ, con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính đảnh lễ quý sư, kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ, con xin được đọc câu pháp cú 38. Anavatita citta sasatthammang avijjanato pariplavabhassa dasabhijnana paripurati anavatthita cittassa sattammang avijjanato pariplavabhassa dasabhijnana paripurati. Dạ con xin được phân tích. Á ná là hai đoạn âm, vát là trường âm nhấn, thí tá hai đoạn âm, chít tát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm, xét trường âm nhấn, thăm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á ví hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tô trường âm thông thường, bá đoạn âm, rip trường âm nhấn, lá vá bá ba đoạn âm, sa trường âm thông thường, đát trường âm nhấn, xá đoạn âm, ben trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, ná bá rí ba đoạn âm, bu trường âm thông thường, rá đoạn âm, tí đoạn âm. Và con xin được đọc lại. Anavatthita sasatthammang avijjanato pariplavabhassa dasabhijnana paripurati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tỉnh tính rúng động, trí tuệ không viên thành, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong. Con xin kính tri ân sư Trí Đức, kính tri ân đạo tràng, kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh đã bót bài. Con xin nhường mic cho vị kế tiếp. Ủa? Sao nó không xuống vậy? Ủa sao con buông mic không được vậy? Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Đại Đức Khách Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cho con được đọc câu pháp cú số 38.
Anavatthitakittassa sattammang avijjanato bariblava dasa dasa banyanapa kuburati Anavatthitakittassa sattammang avijjanato bariblava dasa dasa banyanapa kuburati. Nhà con xin phân tích. Á, ná, hai đoạn âm, vát, trường âm nhấn. Thí, tá, hai đoạn âm, chít. Tát, hai trường âm nhấn, xá, đoạn âm. Sát, trường âm nhấn, tham, trường âm nhấn, mang, đọc theo dạng nguyên âm. Á, ví, hai đoạn âm, cha, trường âm thông thường. Ná đoạn âm, ô trường âm thông thường. Bá đoạn âm, rip trường âm nhấn. Lá, quá, bá, ba đoạn âm. Sa trường âm thông thường. Đát trường âm nhấn. Xá đoạn âm. Ban trường âm thông thường. Nha trường âm đọc theo giọng nhấn. Các con xin lỗi. Nha trường âm. Ban trường âm nhấn. Nha trường âm thông thường. Ná, bá, rí, ba đoạn âm. Bù trường âm thông thường, rá, tí, hai đoạn âm. Anavatthitakittassa sattammang avijjanato bariblava dasa dasa banyanapari burati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tín bị rung động, trí tuệ không viên thành. Đây là khổ thơ của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà con xin kệ. Anavatthitakittassa sattammang avijjanato bariblava dasa dasa banyanapa kuburati. Anavatthitakittassa sattammang avijjanato bariblava dasa dasa banyanapa kuburati. Dạ con đã đọc phân tích xong, con có sai con kính xin Ngài và đạo tràng chỉnh sửa cho con. Dạ con cảm ơn ạ. Dạ con xin dâng biết Ngài và đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ cảm ơn Thiền Vụ, cảm ơn Quang Thanh. Dạ kính tri ân cô tu nữ Thầy Duyên. Cô tu nữ Thầy Duyên ơi, cô ông bà chưa? Nếu cô chưa ông bà thì cho Nhật Bình một tín hiệu, Nhật Bình nhường mic cho cô ạ. À. Dạ, sa thú lành thay. Cảm ơn Nhật Bình. Sao nay nó kỹ quá, nét nhé, lúc nghe. Dạ, đọc rằng nó nghe âm thanh thì gì rõ. Dạ, cảm ơn. Cái gì nó nhảy vô. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính lễ Ngài Ký Đức, Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý tu nữ thân chào, quý vị nam tín nữ. Dạ. Cảm ơn Quang Thanh. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh đã cho bài học.
Anavatita citta sasatamang avijanato bariplavapasada sapanya napatipurati. Anna là hai đoạn âm, quát là trường âm nhấn, thí ta hai đoạn âm, chít trường âm nhấn, tát trường âm nhấn, xa đoạn âm. Đoạn hai, sát trường âm nhấn, thâm trường âm nhấn, măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, á quý hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đoạn 3 và 4, bá đoạn âm, chip trường âm nhấn, lá quá bá, ba đoạn âm, sa trường âm thông thường, đá trường âm nhấn, xá đoạn âm, bành trường âm nhấn, nha trường âm thông thường, ná bá ri ba đoạn âm, bu trường âm thông thường, trá tí hai đoạn âm. Anacchitam avicchanto bariplavapasada sapanya napatipurati. Anavatita citta sasatthamam avicchanato bariplavapasada sapanya napatipurati. Anavatita citta sattamang avijjanato bhasyiplavapasadatta nanyanaparipurati anavatita citta sattamang avijjanato bhasyiplavapasadatta bhanyanaparipurati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Phổ thơ này của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Nhà tuệ duyên đã phân tích và đọc bài. Nếu có sai, xin Ngài và Đạo Tràng chỉnh sửa. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ kính mời Nhật Quỳnh trở lại. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô tu nữ tệ duyên. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, ngài Trí Đức rất mất rồi. Con thành kính đảnh lễ đại đức Pháp Trang, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ tệ duyên, cô tu nữ phúc hạnh. Thina ơi, Thina trả bài chưa Thina? Nhật Quỳnh trả bài, nếu mà Thina chưa trả bài thì Nhật Quỳnh trả bài xong mời Thina nha. Dạ, mời vị nào chưa có trả bài, chưa có ôn bài rồi ha. Dạ, thì xin mời bằng tay quý vị nha. Tại Nhật Quỳnh không có ở trước máy nên không có biết vị nào trả bài rồi. Dạ, con thành kính lãnh lễ ngài Trí Đức. Vừa trở lại đạo tràng, con xin được trả bài câu pháp của kinh số 38. Anavatita citta sasatthamang avijjanato bariplavapasada sapanya napariburati.
Anavatita citta sasat thamang avicha nato badit balapaprasa dasapanya nabaribu rati. Anavatita citta sasat thamang avicha nato badit lavapasa dasapanya bara nabaribu rati. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Ana hai đoạn âm, quách trường âm nhấn. Thi ta hai đoạn âm, chít tát hai trường âm nhấn, xá đoạn âm. Sát thầm măng hai trường âm nhấn. Dạ, con sai rồi. Sát thầm hai trường âm nhấn. Măng trường âm đọc theo giọng nguyên âm. A quý hai đoạn âm, cha trường âm thông thường, ná đoạn âm, tô trường âm thông thường. Anawat hita chitta sasat thammang avicha nato. Dạ, con xin sám hối với đạo tràng. Con phân tích câu 3 và câu 4. Bá đoạn âm, rít, rít trường âm nhấn. Đá quá bá, ba đoạn âm. Sa trường âm thông thường. Đá trường âm nhấn. Xá đoạn âm. Banh trường âm nhấn. Nha trường âm thông thường. Ná bá rí, ba đoạn âm. Bu trường âm thông thường. Rá tí, hai đoạn âm. Ba rít la quá ba xa. Đá sắp bành nhà. Ná ba rí bù rá tí. Anavatita citta sasat thammang avicha nato bavip lavabasa dasapanya nabaribu rati. Anavatita citta sasat thammang avicha nato bavip lavabasa dasapanya nabaribu rati. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Và đây là bản chuyển ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Và con đọc và phân tích. Có sai con cung thỉnh Ngài và Đạo Tràng chỉ sửa cho con ạ. Và con xin được cậy ạ. Anavati là chi ta sa sa tham măng a vi cha na to bà rít la qua bà sa đa sa bệnh nha ba na ba khi bu sa thi a na vát thi tài chi ta sa sa tham măng a quỳ cha na tô bà rít la qua bà sa đa sa bệnh nha na ba khi bu sa thi. Dạ, con đã đọc phân tích và cài xong, con cung thỉnh và con không thấy có bàn tay ai nữa. Con kính cung thỉnh Ngài trở lại đạo tràng ạ. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, một lần nữa con cung thỉnh Ngài Chi Đức trở lại đạo tràng. Con thành kính đảnh lễ tri ân Chi Tâm Đức. Nhược Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng. Ồ, Trần Phụng đọc sai chữ sát ha. Chữ sa đát và con kính nhân bích đến Ngài ạ. Sa thu sa thu, kính lễ đại đức Pháp Trang, kính lễ đại đức Tuệ Đức. Mình chào cô tu nữ Tuệ Giang, mình chào cô tu nữ Phúc Hạnh. Kính chào quý vị. Sa thú, sa thú, chứ Trần Phụng sai là phải rồi. Gà nó gáy lớn quá, làm sao mà có như không bị phân tâm à. Mỗi lần đọc là gà nó la thì bị phân tâm là phải rồi à. Mà đọc sai, biết đọc sai vậy là thấy hay. Như vậy mình sai để biết sửa sai, cái đó là quá tuyệt vời.
Còn nhiều người đọc sai, lấp liếm, rồi đọc cho qua, giống như là một hình thức trả bài. Còn đây bây giờ mình đọc á, mình thấy chỗ nào á, biết chỗ nào đúng, biết chỗ nào sai ha. Gà nó gáy kệ nó chứ, ai biểu bị con gà nó làm cho chi phối làm chi. Nhưng mà gà nó gáy làm giật mình đọc sai rồi sửa lại có gì đâu. Cái quan trọng ở đây là mình sai mình biết sửa, đó mới là cái điều quan trọng. Bởi vì câu Phật ngôn này á, Đức Phật dạy cho cái vị đó. Còn cái vị đó thì cái tâm nó giống như cánh tay co duỗi, cái tâm mà cái cánh tay của mình á, mình nó co duỗi nó không bao giờ mà nó giữ một cái trạng thái coi như bình thường. Và cái vị này khi mà nghe Đức Phật thuyết lên cái màn này, vị đó chứng đắc thánh quả. Nhưng mà thật sự trước khi đi đến với Đức Phật, vị này cũng đã thấy được cái sự co rủi, thấy được cái tâm của mình. Và vị này đã chứng đắc Tu Đà Hoàn trước khi đến gặp Đức Phật, trước khi mà coi như đi xuất gia lần thứ bảy. Vị này tới 7 lần xuất gia hả? Rồi bây giờ chúng ta đi vào ý nghĩa từ vựng đi, rồi chúng ta sẽ có thời gian để coi như thảo luận về câu Phật ngôn này ha. Câu Phật ngôn 38 và câu Phật ngôn 39 cùng một duyên sự. Chính vì vậy bây giờ chúng ta tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Anavatthitacitta, câu này một nhóm từ nó đi liền với nhau. Bây giờ chúng ta phải chia sẻ ra để tìm hiểu ý nghĩa của những từ này. Anavatthitta, rồi cittassa. Ở đây anavatthitta nó là một quá khứ phân từ, có nghĩa là không ổn định, không vững chắc. Bởi vì chữ anh ở phía trước có nghĩa là không, chữ anh ở phía trước có nghĩa là không, đó là một cái từ ngữ phủ định. Rồi avatthitta là được ổn định, đã đứng vững. Nhưng mà có chữ anh ở phía trước có nghĩa là không ổn định, không vững chắc, không đứng vững chắc. Rồi chữ cittassa do cái chữ citta là một danh từ trung tính, akalantanapumsakalinga, và chữ citta này có nghĩa là tâm, và citta này được chia theo cái dịch sở hữu các số ít chát thí quỳ phát tí e cao quá trình á, cho nên citta biến thành cittassa. Anavatthitacittassa có nghĩa là của cái tâm không ổn định, của tâm không ổn định. Rồi không ổn định, không ổn định. Rồi bây giờ câu số 2, sát thăm bằng áo quý trà nát tù. Sát thăm măng avicca nato, chữ sát thăm măng chúng ta thấy như thế nào? Chữ sát có nghĩa là đúng, như là đây là một tiếp đầu ngữ ha. Chữ sát là đúng, là chánh. Rồi chữ thăm măng do cái từ thăm má. Thăm má là một danh từ nam tính, akalantapumlinga, thăm má. Ở đây được chia theo đối cách số ít, đối tỷ giao, vừa phát tiết, câu quá trời.
thâm á biến thành thâm măng, sát thâm măng có nghĩa là chánh pháp, chánh pháp hay là chân diệu pháp, hoặc là chân lý, hoặc là lời dạy của Đức Phật. Sát thâm măng là chánh pháp. Rồi avijja nato, tiếp đầu ngữ á có nghĩa là không. Avijja nato do cái từ avijja nanta, và ở đây avijja nato được chia theo sở hữu các số ít sát thí vị phát tí e câu quá trình ha. Cho nên avijja nato là không nhận thức, không hiểu biết, không nhận thức, không hiểu biết. Vậy câu một, câu hai, anavatthitacittasasathammangavicchanato. Người có tâm không ổn định, không nhận thức được chánh pháp. Đó là ý nghĩa của một câu hai. Rồi, bây giờ qua câu 3, câu 4. Parip lavapasa dasa. Ta đi một cụm từ luôn ha. Nhìn vô thấy tối mắt luôn. Bây giờ phải chia ra. Parip lava và pasa dasa. Parip lava có nghĩa là dao động, lay chuyển. Pariplava là lay động, dao chuyển. Rồi Basadasa, Basadasa do cái từ Basada. Basada nó là một danh từ nam tính, Akran Thapung Linga. Basada có nghĩa là niềm tin. Nhưng mà ở đây Basadasa nó được chia theo sở hữu cách số ít sát thí quy phát tiếng e có quá trình a, cho nên Basada biến thành Basadasa. Basadasa là của niềm tin ha. Pariplava Basadasa là của cái việc niềm tin dao động, của việc niềm tin dao động. Ngài Hòa Thượng dịch là tịnh tính bị rung động. Và câu cuối, Panya Naparipurati. Câu cuối cùng chúng ta có ba từ. Panya là một ha, Na là hai, Paripurati là ba. Panya đây là một danh từ nữ tính, Akarantaithilinga. Panya đứng làm chủ từ số ít, Bathama Ekavachana Vipatti là ý nghĩa là trí tuệ. Panya là trí tuệ. Na là không. Paripurati, cái động từ này, động từ này có nghĩa là hoàn hảo, trọn vẹn. Chữ pari, một tiếp động ngữ này, nó coi như bổ sung, nhấn mạnh cho cái động từ purati. Paripurati
Động từ số ít này cho chúng ta ý nghĩa là được hoàn hảo, được hoàn hảo. Vậy thì câu 3, câu 4. Pariplavapassa dasapanya napariburati. Pariplavapassa dasapanya napariburati. Có niềm tin dao động thì trí tuệ không được hoàn hảo. Có niềm tin dao động thì trí tuệ không được hoàn hảo. Đó là ý nghĩa câu 3, câu 4 ha. Câu Phật ngôn 38 cho chúng ta ý nghĩa: người có tâm không ổn định, không nhận thức được chánh pháp, có niềm tin dao động thì trí tuệ không được hoàn hảo. Xin lặp lại: người có tâm không ổn định, không nhận thức được chánh pháp, có niềm tin dao động thì trí tuệ không được hoàn hảo. Và Ngài Hòa Thượng Giới Đức Đạo Phổ Thơ Lục Bát thế này: tâm chưa an trú vững vàng, làm sao chánh pháp dễ dàng liễu tri. Niềm tin rung động từng khi, trí tuệ như vậy mong chi thành toàn. Tâm chưa an trú vững vàng, làm sao chánh pháp dễ dàng liễu tri. Niềm tin rung động từng khi, trí tuệ như vậy mong chi thành toàn. Và Ngài Hòa Thượng Minh Châu ngắn gọn với năm chữ: ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rung động, trí tuệ không viên thành. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rung động, trí tuệ không viên thành. Rồi. Như vậy, trong ý nghĩa từ vựng, quý vị có gì rắc rối không? Alo. Không rắc rối, không thắc mắc. Như vậy thì qua câu Phật ngôn 39 chúng ta mới hiểu cái duyên sự này nói cái gì. Đây chỉ là một cái câu để rồi câu thứ hai bổ sung cho câu này. Bây giờ với ý nghĩa câu thứ nhất này, chúng ta nghiên cứu ha. Chúng ta thảo luận về câu Phật ngôn 38 này. Đây là Đức Phật dạy. Quý vị thảo luận đi, chúng ta có điện thoại chút ha. Rồi xíu chúng ta sẽ gặp quý vị sau. Rồi xin mời quý vị. Bích Tha Giá, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Trí Đức đã từ bi giảng dạy từ vựng cho chúng con được rõ. Dạ, cảm ơn Trần Phụng, cảm ơn Tiền Vũ, cảm ơn Hồng Mai cho Nhật Bình biết được tín hiệu. Dạ, theo như là Ngài đang có điện thoại, Nhật Bình kính mời đạo tràng có thể thảo luận câu pháp của ngày hôm nay ạ. Dạ, Nhật Bình chỉ là đỡ mic cho Ngài thôi. Dạ, kính mời quý vị, người nào có hiểu bài học này hôm nay như thế nào thì kính mời bằng tay quý vị có thể lên thảo luận trong buổi học ạ. Nhật Bình không thấy bàn tay vị nào hết. Cô tu nữ Tài Duyên ơi, cô có trước máy không cô? Alo, cô tu nữ Tài Duyên có trước máy không? Không có cô tu nữ Tài Duyên trước máy. Thỉnh này Đức Pháp Trang à? Dạ không có đâu. Giờ này là Đức Pháp Trang không có trước máy đâu cô. Dạ, nên Nhật Bình không có thỉnh. Bí sư không có trước máy rồi nên không có thỉnh. Dạ không luôn.
Dạ, mời cô tự duyên đi. Dạ, mời cô tự duyên đi rồi. Một chút đi rồi tính sau. Dạ, cô có chiếc máy, mời cô nghe. Dạ, sơ thú lần thai. Dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Tự nhiên cũng mới chạy vô. Mới bưng quay lên qua dân sư phụ của Quỳnh Lan. Mà nghe điện thoại mình tưởng đâu của tự nhiên là cặt chạy vô. Dạ, Nam Mô Bức Thái Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Dạ, cái này thì Đức, Đại Đức Bắc Cang, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ cô Phúc Hạnh. Dạ, kính chào Đạo Tràng. Dạ, thì bây giờ Ngài đã bận, thì tự nhiên cũng xin cầm mic, đỡ mic một tí, rồi Ngài trở lại. Rồi Ngài có đọc nguyên sự chưa hả Nhật Quỳnh? Sự của câu pháp cú này chưa hả Nhật Quỳnh? Alo, 1, 2, 3, 4. Đại Đức, Tự Đức. Dạ. Hôm nay không có. Bây giờ vậy mình thì cũng, nếu mà mình cầm bích thì mình cũng đọc bài rồi chia sẻ giảng nhân sự. Đại Đức, Tự Đức, Đại Đức có thể chia sẻ câu pháp cú qua mất tiêu rồi. Pháp cú này số mấy? Số 38 phải không Nhật Quỳnh? Nhật Quỳnh bóp lên giùm tự nhiên nha. Alo. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Dạ, cô Tại Duyên đã rất nét rồi. Dạ, Đạo Tràng có nghe được âm thanh Nhật Bình không? Dạ, cảm ơn cô Thị Phụ. Dạ, con kính nhân mít đến sư ạ. Nam Mô Bụt Thầy Gia. Sư mới vừa quay lại. Sư cũng không biết là Ngài Tổ chức Đức đã giảng gì rồi ạ? Có giảng viên sự không bà thân? Tại vì câu 38 với 39 là chung một viên sự, nên là không biết là Ngài đã có giảng viên sự chưa? Dạ. Vậy thì bây giờ sư cũng xin phép được chia sẻ số cái hiểu biết của sư về cái câu kinh số 38 này ạ. Ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị lúng động, trí tuệ không viên thành. Cái câu kinh pháp cú này thì theo cái sự hiểu biết của sư thì nó là cái người mà tâm vẫn còn yếu,
còn dễ bị dao động trước tám pháp của thế gian thì sẽ không có thể mà đắc được cái trí tuệ cao thâm. Còn không biết chân diệu pháp là hiểu sai về chánh pháp, cái đó là cực kỳ nguy hiểm vậy. Cái người mà không biết thì còn có thể nó là đỡ được một chút, và cái người mà biết sai, hiểu sai là rất là nguy hiểm, giống như là một người mà đi trên cái con đường mà cuối cái đoạn đường đó là một cái cảnh khổ, còn một người mà đi trên một cái con đường mà cuối cái đoạn đường đó, con đường đó là một cái cảnh an lạc, thì hai người này thì rõ ràng là sẽ có hai cái quả khác nhau. Cho nên là nếu mà không biết thì còn chưa sao, có nghĩa là vẫn còn có thể tiếp độ và chỉ bảo được. Đó là do cái người đó chưa đủ duyên lành để mà biết đến chánh pháp. Còn cái người mà ví dụ như là có một cái đến học một cái người thầy đó, mà cái người thầy bản thân cái người thầy đó đã là tán rồi, thì anh ta sẽ được dạy những cái sai lầm về những cái điều hiểu sai lầm về chánh pháp thì rất là nguy hiểm, cái căn cơ lúc đầu rất là nguy hiểm. Cái căn cơ lúc đầu mà không vững, mình mà hiểu sai là coi như là rất khó để quay đầu lại để mà làm lại từ đầu. Giống như sư cũng có biết một số cái câu chuyện như là có những cái vị cũng cao hạ và cũng có một số chức ở trong giáo hội chẳng hạn, nhưng mà cái vị đó nhận ra được chánh pháp, nhận được chánh pháp, nhưng mà do danh và lợi đang cái chức vụ cái vị đó dạ hơi nhỏ ạ. Dạ sư xin lỗi ạ, thì vì sư chia sẻ sư không có nhìn màn hình ạ. À, chắc là có thể sư để xa cái máy ạ. Dạ, để đạo tràng có nghe rõ chưa? Dạ, sẽ thủ. Dạ, sư chia sẻ tiếp thì cũng một phần là do cái vị đó, nhất là đã cao hạ, thứ hai là vì đó có một cái đang giữ một cái chức vụ ở trong giáo hội, cho nên là nếu mà bây giờ vị đó quay đầu lại thì rất là khó. Cái vị đó bây giờ quay đầu lại là sẽ coi như là
hạ lạc hay là chức vụ gì đó là sẽ bị tính lại từ đầu. Cái người tu lại từ đầu, tu hoàn toàn mới thì rất là khó để mà quay lại từ đầu, cho nên vì đó cũng chấp nhận. Chấp nhận có nghĩa là bây giờ biết mình đi sai, hiểu sai về chánh pháp, đi sai đường, nhưng mà vì đó chấp nhận dừng lại tại chỗ, không có tiếp tục đi nữa. Và vì đó tu tập bằng cách là vì đó làm những cái thiện pháp, chứ bây giờ quay lại từ đầu thì thật sự là rất là khó cho vị đó. Và sư đúng ra thì sư cũng chia sẻ thêm cái duyên sự, nhưng có lẽ là ngài Chí Đức đã để dành cái duyên sự này để cho cái câu 39 đó. Câu 39 thì sư theo cái hiểu biết ít ỏi của sư thì sư cũng có thể chia sẻ được một ít thôi ạ. Mong là ngài Chí Đức và đại đức Phật Trang và toàn thể đạo tràng có thể chia sẻ thêm. Sư cũng mới biết về giáo pháp, cho nên là sẽ có những cái điều mà sư chưa có hiểu hết được nhiều. Mong ngài Chí Đức và đại đức Phật Trang và toàn thể đạo tràng chia sẻ thêm ạ. Sư xin xuống mic, sư xin nhường mic lại cho người tiếp theo ạ. Có thể chia sẻ những cái hiểu biết của mình về giáo lý, về Phật pháp. Dạ, sư xin mời ạ. Dạ, sa thú đành thai. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính tri ân đại đức đại đức và đã từ bi đỡ mít chia sẻ về cái hiểu biết của sư trong cái bài pháp ngày hôm nay. Và đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cho Nhật Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn Thiện Vũ. Dạ, cảm ơn Thà. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Nam mô Bích Tha. Dạ, dạ con không biết bây giờ ngài đã xong việc chưa bạch ngài. Ngài có thể trở lại đạo tràng cho chúng con mà học thêm về ý nghĩa câu pháp cú kinh số 38 không bạch ngài. Dạ, con cung thỉnh ngài Chí Đức trở lại đạo tràng ạ. Dạ, ngài đã xong việc ngày chưa ạ? Rồi, vậy là ngài im luôn rồi quý vị. Dạ, bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, con không biết đại đức Pháp Trang có trở lại đạo tràng chưa bạch sư. Nếu sư trở lại đạo tràng thì con thỉnh sư ạ. Dạ, đại đức Pháp Trang có trở lại trước máy chưa ạ? Nếu sư chưa trở lại trước máy, con cũng thỉnh sư. Hồi nay con thấy cô Phúc Hạnh nói. Dạ, cảm ơn cô Phúc Hạnh rất là nhiều. Dạ, dạ Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ, bây giờ sư bận rồi. Dạ, mời bàn tay quý vị để coi cô Tệ Duyên có trở lại chưa. Rồi, cô Tệ Duyên rất mít rồi, đi luôn rồi. Dạ. Dạ, bây giờ Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng. Dạ, mời vị nào có thể chia sẻ bài học ngày hôm nay trong sự hiểu biết của mình thì kính mời ạ. Để coi, để coi Nhật Quỳnh nhớ rồi. Hồng Mai ơi, Hồng Mai có trước máy không? Alo, Hồng Mai có trước máy không? Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu Hồng Mai ơi. Rồi, mời lên mic đi. Dạ, cái gì? Đưa tay lên. Nhật Quỳnh nhường mic nha. Dạ, con kính đảnh lễ sư Chí Đức, kính đảnh lễ sư Pháp Trang, sư Tuệ Đức và quý cô tu nữ, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, cái câu này nó hơi khó mà em thì coi như là cũng còn sơ cơ lắm chị Nhật Quỳnh ơi.
câu tâm chưa an trú vững vàng, làm sao chánh pháp dễ dàng liễu tri, niềm tin rung động từng khi, trí tuệ như vậy mong chi thành toàn. Thì chúng ta biết là chúng ta tâm á, thì có lúc này lúc khác, có khi yên bình, có khi được dao động. Và khi tâm mình dao động á, thì cái niềm tin của mình nó cũng bị rung chuyển, cũng bị lay chuyển, và chúng ta không thấy được những cái pháp vận hành xung quanh của mình. Khi mà tâm bình tĩnh thì ta mới thấy rõ được những cái pháp xảy ra quanh mình, là nó có nhân, có duyên và đưa đến cái sự việc mà chúng ta gặp phải. Khi mà tâm mình dao động thì mình không thấy được rõ cái chánh pháp, cái pháp nó đang thể hiện, nó đang xảy ra trước mặt mình. Như là trong cái mùa dịch Covid này thì tâm cũng thường hay chao đảo, chứ không phải là lúc nào cũng nguyên bình hết. Khi mà chúng ta biết được rằng là số người bị bệnh, bị nhiễm ngày càng đông, và cái thành phố của chúng ta, thành phố Hồ Chí Minh đó, thì không được, coi như là sợ là sẽ không được kiểm soát được cái dịch, và nhiều người cũng đang xôn xao và cũng như là di chuyển về quê, cũng như khi mà cái chánh pháp mà chúng ta chưa hiểu rõ, những cái sự việc xảy ra mà chúng ta không nắm rõ được, thì vô tình thì chúng ta sẽ làm cho cái sự việc nó xấu đi. Thì cũng vậy, như là tâm mình chưa an trú thì mình làm sao hiểu rõ được cái chánh pháp nó như thế nào, và mình không hiểu rõ thì mình không thể thực hiện chánh pháp cho nó đúng đắn được. Mình rung động từng khi, trí tuệ như vậy mong chi thành toàn. Niềm tin thì không có được vững chắc thì không có mong là trí tuệ ta phát triển. Thì cái niềm tin nó phải vững vàng thì cái trí tuệ nó phát sanh. Cũng như trong cuộc sống thì cái niềm tin mình phải, như trong cái đại dịch này, là mình phải có sự kiên nhẫn và sự hiểu biết để chúng ta giữ an toàn cho chúng ta và cũng như cho những người xung quanh. Thì khi mà niềm tin nó vững thì cái tuệ mình nó phát sanh, thì mình hiểu được mình phải làm cái gì và mình nên làm cái gì trong cái mùa dịch này và trong những cái chuyển biến của trận đại dịch này. Thì cũng như chúng ta hiểu về cái niềm tin vững chắc vào chánh pháp, để hiểu rõ cái nhân cái duyên, để mà chúng ta chấp nhận được cái sự thật, chấp nhận những cái pháp đang xảy ra xung quanh. Và khi ta chấp nhận được cái sự thật đó thì cái tâm ta nó vững vàng, và ta có cái một cái tuệ phát sanh, và từ đó thì trong mọi hoàn cảnh thì chúng ta luôn an vui. Dạ, em chỉ có bấy nhiêu ý kiến thôi ạ. Dạ, xin mời vị khác ạ. Sa thủ kính cảm ơn Hồng Mai chia sẻ nhanh gọn và đúng ngay vào vấn đề. Dạ, rất là sa thủ kính cảm ơn Hồng Mai. Nhật Quỳnh thấy cô tu nữ Tại Duyên trở lại đạo tràng rồi. Dạ, không biết cô còn có ý muốn chia sẻ hay không ạ? Dạ, cảm ơn Quang Thanh. Nếu Quang cô còn ý chia sẻ thì Nhật Quỳnh kính mời. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời bằng tay quý vị. Dạ, mời bàn tay quý vị có thể lên chia sẻ bài học này, ý nghĩa bài học ngày hôm nay ạ. Chị Meta ơi, chị Meta, nhà ăn chắc mặt bền lắm nè. Nhật Quỳnh rất là xa thú chị. Nhật Quỳnh kính mời bàn tay của chị. Chị Meta ơi, cho Nhật Quỳnh một tín hiệu đi. Alo, alo. Rồi, kính mời chị nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Ma Gia, Nam Mô Sàng Kha Gia. Dạ, con kính lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Tỳ Đức, kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, kính đảnh lễ Đại Đức Tuệ Đức. Dạ, con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh, cô tu nữ Tài Duyên. Dạ, kính chào toàn thể đạo tràng.
Dạ, Metta thì cũng sơ cơ lắm cô ơi, chứ cũng không có giỏi gì đâu. Dạ, nhưng mà theo cái cậu Pháp Cú 38 hôm nay thì như cô Hồng Mai đã nói thì ai tâm không an trú, không biết chân diệu pháp, tịnh tính bị rúng động, trí tuệ không viên thành. Dạ, đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, thì Metta cũng có ý giống như là cô Hồng Mai. Cái tâm của chúng ta là người phàm nhân đó, thì rất là dao động, không bao giờ nó đứng yên. Thì như quý ngài đã nói là tâm viên ý mã, luôn luôn dao động, không có đứng yên. Rồi nó thì chạy theo cái trần cảnh, hãy gặp những cái gì tốt, những cái gì hay thì chúng ta dính mắc vào đó. Và nếu gặp những cái gì mà không có tốt, không vừa ý, trái ý nghịch lòng thì chúng ta sân. Nó thay đổi liền liền tùy theo cái trần cảnh, nó luôn luôn dao động, luôn luôn quay cuồng theo tám pháp thế gian nữa. Chính vì vậy, nếu mà tâm ta không có an trú, ta không có điều phục tâm, không có rèn luyện cái tâm của mình, thì mình không có được thấy rõ được những cái điều đúng, điều sai. Và hơn nữa là những cái điều, những cái pháp mà Đức Phật đã dạy chúng ta, ta không hiểu rõ chân diệu pháp, thì cái điều đó rất là nguy hiểm, làm cho chúng ta có thể là đi sai đường. Mà hãy đi sai đường thì chúng ta sẽ có thể là làm những cái điều bất thiện. Và từ những cái điều bất thiện đó thì chúng ta sẽ đi về đâu? Chúng ta sẽ đi xuống. Và chúng ta sẽ đi xuống thôi, chứ không thể nào đi lên được. Hãy đi sai đường rồi, không hiểu được pháp của Đức Phật, không hành theo pháp của Đức Phật thì chúng ta sẽ đi xuống thôi. Dạ, cho nên ta đã bị dao động rồi. Ta đã đi, ta đã nhìn sai, cho nên tịnh tính bị rúng động, cái niềm tin không có còn nữa. Tâm dao động, thì nếu tâm dao động, đã đi sai đường thì làm sao có được trí tuệ? Vì thế mà cái câu thứ tư là trí tuệ không viên thành. Không có trí tuệ thì làm sao mà viên thành được? Thì chúng ta sẽ đi sai đường, chúng ta sẽ đi về đâu? Thì chúng ta sẽ đi xuống. Và ngay trong thời hiện tại thì chúng ta đi sai đường thì chúng ta sẽ làm những cái điều mà không có lợi lạc cho chính bản thân của chúng ta, và kể cả là sự lợi lạc cho người khác. Thì như vậy, qua cái câu Pháp Cú số 38 này, chúng ta thấy rằng chúng ta cần phải tu tập, phải rèn luyện, phải thu thúc cái tâm, đừng để cho nó bị dao động, và phải nhìn rõ những cái điều mà Đức Phật đã dạy để chúng ta có thể đi đúng đường. Và từ đó thì chúng ta mới có được sự an lạc, và hiện tại cũng như là những cái lợi ích về sau. Thì Metta chỉ có chút ít chia sẻ như vậy thôi. Dạ, Metta xin nhường mic lại cho đạo tràng, xin quý vị khác ạ. Dạ, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Dạ, Metta xin xuống mic ạ.
sa thú Sika Metta, chính xác là như vậy. Trong cái câu Phật ngôn này cho chúng ta một bài học. Chúng ta hãy tin vào cái nghiệp, tin vào nhân, tin vào quả. Những cái gì đã xảy ra trước mắt làm cho niềm tin của chúng ta bị rúng động, rồi tâm của chúng ta lo sợ không an trú, rồi trí tuệ của chúng ta coi như không sáng suốt. Những cái gì trước mắt của chúng ta, đó là cái điều quan trọng. Dịch bệnh là một cái vấn đề nó chi phối chúng ta. Và cái thọ mạng này, một kẻ phàm phu không thể định đoạt được mình sẽ sống bao lâu, tuổi thọ của mình phải là chừng nào mình mới chết. Bởi vì với hiện cảnh trước mắt, chúng ta thấy cái sinh mạng của chúng ta bị đe dọa, chúng ta không làm chủ được cái thọ mạng này, cái xác thân này, và không làm chủ được, không biết được cái tuổi thọ mình như thế nào. Rồi thêm cái vấn đề bệnh tật này, Covid này, không thể định đoạt được mình phải bị như thế nào, F1, F2, F0, hay là đừng có đau bệnh như thế kia, nhưng đừng có đau như thế này, đừng có đưa vô chỗ này chỗ kia, đừng có bị hành hạ thế này thế kia. Thì cái vấn đề bệnh tật là một cái điều không thể tránh khỏi. Bây giờ không phải là Delta, mà đến cái trường hợp mà nó còn nặng hơn nữa, nó lây lan trong không khí, chứ không phải là coi như tiếp xúc nữa. Thì cái vấn đề bệnh tật là cái mà mình không thể định đoạt được, mình không làm chủ nó được. Rồi cái thời điểm khi nào mình phải bị nó, mình phải bị cái dịch bệnh này, rồi mình phải ra đi lúc này, lúc kia, lúc sáng, lúc trưa, lúc chiều, lúc tối, mình không biết được. Họ bỏ cái thân xác mình trong một chiếc chiếu, đưa đi hỏa thiêu trong giờ phút nào, mình đâu có gặp được bà con thân quyến. Rồi cái nơi mà mình ra đi có được an toàn ở trong nhà, hay là trên ghế, trên giường, hay là nằm bờ sâu bụi. Rồi đó là những cái điều mà chúng ta không làm chủ được chính mình. Mình không sanh, tâm của ta luôn coi như là linh tinh, vấn vân, nghĩa là hoài nghi, đủ thứ hết trơn. Chúng ta lo sợ, chúng ta sợ hãi, rồi tâm của chúng ta tán loạn. Thì với câu Phật ngôn này, để trở lại vấn đề, cái điều quan trọng là chân diệu pháp, biết được cái sự thật. Tại vì chúng ta không biết sự thật, cho nên chúng ta mới lo sợ viễn vong. Còn cái chân diệu pháp, tức là sự thật ở đây, tức là có bảy cái pháp, đó là thù thắng, hoặc là bảy cái diệu pháp mà nếu mà chúng ta hướng tâm đến thì chúng ta sẽ có được một cái niềm tin không rung động. Điều thứ nhất là có đức tin, điều thứ hai có lòng tàm, điều thứ ba có lòng quý, điều thứ tư là nghe nhiều học rộng, điều thứ năm là chuyên cần, điều thứ sáu là niệm vững trú, và điều thứ bảy có trí tuệ. Khi một con người không có lòng tin, không có lòng tàm, không có lòng quý, ít học, lười biếng, thất niệm, thiểu trí, thì người đó bị tám pháp thế gian lung lạc, người đó tâm luôn luôn bị rung động. Còn ngược lại, khi chúng ta có một cái niềm tin, tin nhân, tin quả, tin nghiệp, tin và tuệ giác của bậc đạo sư, thì với cái niềm tin như vậy, chúng ta an trú vào giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta biết khổ thẹn, biết ghê sợ tội lỗi, rồi chúng ta nghe nhiều học rộng, chúng ta có một cái sự tinh cần cố gắng, rồi ghi nhớ biết mình, thì như vậy trí tuệ sẽ phát sinh.
sân. Bởi vì một cái vị mà tu đạo quần là vị đó không còn hoài nghi, không còn hoài nghi, tức là niềm tin bất động. Bây giờ chúng ta, cái niềm tin của chúng ta bị rung động, cho nên chúng ta mới bị sợ hãi. Chúng ta bị sợ hãi, không biết sự thật là như thế nào, đi theo Phật. Nhưng mà thật sự ở chỗ nào có ông nào nói hay hơn, có bà nào nói hay hơn, thì mình sẵn sàng có ông Phật chạy qua bên đó liền. Cái đó là một cái điều mà chúng ta thường thấy, chúng ta thường thấy trong cuộc sống. Phật mà cũng có Phật giàu nghèo, hay chùa giàu thì bà tấn theo, chùa to Phật lớn thì đại đức, am nghèo cốc nhỏ, đạo leo nheo. Tiền nằm trí Phật, tiền quanh liệt, Phật dưới đồng tiền, Phật chết queo. Tưởng đến Phật giàu, thương Phật khó, Phật mà cũng có Phật giàu nghèo. Cái khuynh hướng ở đời là như vậy. Nhưng mà khi chúng ta có đức tin này, có tàm, có quý, có được nghe nhiều học rộng, có được sự tinh tấn, có được cái sự ghi nhớ được mình, có trí tuệ, thì khi đó chúng ta không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Chúng ta sẽ an lạc trong hiện tại, và lại biết tha tâm mắt xuống cao là rằng hiện tại lạc trú. Cái gì nó đến thì nó đến, nó đi thì nó đi. Đó là một cái sự vận hành của vô thường, khổ não và vô ngã. Chúng ta hãy nhìn mở nó và chấp nhận sự thật thì chúng ta an vui. Còn chúng ta, niềm tin của chúng ta bị rung động, thấy người ta chết sợ, là trước sau mình cũng chết thôi, sợ cái gì? Mình sợ chết nhưng mà mình có tránh khỏi không? Cứ nghĩ rằng Đức Phật ngài cũng bị tử thần réo gọi, và ngài đã nói với Ma Vương rằng 3 tháng nữa ngài ra đi, ngài đâu có sợ chết. Cái chết là cái điều chắc chắn. Vậy thì cái gì nó tới thì nó tới, tùy theo duyên nghiệp ha. Và thà cầm bằng đi theo cái duyên nghiệp của chính mình. Mình tạo ra cái gì thì nó sẽ nhận lại cái hậu quả như vậy. Thầm mùa quê rất khá tiết thầm má trà thì. Cho nên khi nãy Sĩ Mấy Ta nói một câu chúng tôi rất là hoan hỷ. Mình cứ thực hành theo thiện pháp thì thiện pháp sẽ nâng đỡ cho chúng ta không đọa vào 4 khổ cảnh: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Chắc chắn là như vậy. Hoặc là chúng ta tội trì tam quy ngũ giới, bảo đảm rằng 4 cảnh khổ không đến với chúng ta, ngũ giới bất kỳ, nhân thiên lộ triệt. Thì như vậy với câu Phật ngôn này, chúng ta thấy tâm không an trú này, không biết chân diệu pháp này, rồi niềm tin bị rung động nè, rồi trí tuệ không viên thành, đó là điều chắc chắn. Và câu Phật ngôn 39 sẽ giải tỏa vấn đề này qua một cái duyên sự, để cho chúng ta thấy rằng 1 lần, 2 lần, 3 lần, tới 7 lần luôn. Thời kỳ Đức Phật mà tới 7 lần luôn. Bây giờ thì 1-2 lần chúng ta còn có vẻ khi dễ thế này thế kia, nhưng mà hồi thời kỳ Đức Phật tới 7 lần. Quý vị thấy là một cái điều mà coi như đối với giáo pháp này, nước sông, nước hồ, nước ao, nước lạch, khi mà chảy ra biển cả thì kéo thì có một cái hương vị mặn giống nhau. Tức là người nghèo, người giàu, vua chúa, hoặc là kẻ ăn mày, hoặc là những người kỹ nữ. Nhưng mà khi bước chân vào giáo pháp, trong tứ chúng của nhà Phật, thì sự giải thoát cũng giống nhau hết. Chứ không nói là ông là ông vua, ông phải ngồi trước, ngươi là kẻ bần cùng thì ngồi phía sau, không có. Cứ người ăn mày, nhưng mà khi đến với giáo pháp này thì họ đến trước, ông vua đến sau cũng phải ngồi sau, tính theo hạ lạc. Cho nên đối với giáo pháp của Đức Phật, trong cái sự tu tập, cái hương vị đều giống nhau. Đừng có nghĩ rằng,
chư tăng mới là những người chứng đắc thành thánh, còn cư sĩ không phải à? Không, người cư sĩ nếu mà thực hành đúng thì vẫn trở thành những vị thánh như thường. Cho nên tu đạo tập không cần phải cạo, miễn cho tròn cái đạo làm người. Đạo làm người ở đây tức là chúng ta thực hành đúng của lễ chánh, chúng ta hiểu biết về bảy cái pháp thù thắng này, đó là chân diệu pháp. Chúng ta phải có niềm tin, và tin không có lung lay, không có rung động, chứ không phải là tin nay tin thế này mai tin thế kia, ai sao tôi dạy làm bậy tôi không làm theo. Cái đó là tin, tin kiểu đó là chất quá cả. Mình phải tin nhân, tin quả, tin nghiệp và tin vào thời gian của bậc đạo sư. Rồi câu Phật ngôn 39 cho nó rõ hơn. Buổi sinh hoạt của chúng ta xin được kết thúc ở đây. Với phước lành chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên hoan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả rồi hộ trì chúng sanh. Những người tu giới hạnh bố thí và tâm thiện xin qua lực vô biên chư toàn giác độc giác và kinh văn chính chúng hộ trì đến tăng ni và thiện nam tín nữ gồm Phật giáo làm được an lành cả. Ê tê nã sa chê vát chê nã so thi vô hô tu sa pa đà. Do lời chân thật này kính dân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiện hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Xin mời sư Không Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng.